Giờ chúng ta đi đâu? Đi tìm quỷ tiếp, giờ tôi còn muốn tuyển thêm mấy con quỷ nữa. Lúc này Khương Tiểu Bạch nhìn thấy phía xa xa có một con ma nữ đồ trắng đang đuổi theo một người đàn ông chạy về phía bọn Khương Tiểu Bạch. Cứu với, con ma nữ kia muốn giết chết tôi. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Nói muốn tìm ác quỷ liền có ác quỷ luôn. Khương Tiểu Bạch rút con dao thái rau ra nói, ma nữ to gan, vậy mà dám giết người trên đường. Ăn một dao của ta đây. Khương Tiểu Bạch phi thẳng con dao về phía ma nữ kia. Ma nữ cứ thế mà bị đánh lui lại. Đồ ngốc, cô chính là con ma nữ buổi tối ngày hôm đó hả? Đây là bộ dạng khi cô không trang điểm sao? Đúng rồi, mau tránh ra cho tôi. Cô to gan quá rồi đó, cô vậy mà dám hại người giữa đường hả? Tên đạo sĩ thối, chuyện này không liên quan gì đến ngươi cả, ngươi chen vào làm gì? Mau tránh ra, nếu không ta giết cả ngươi. Tôi cứ chen vào đó, cô làm gì được hả? Người anh em, cậu yên tâm, có tôi ở đây, cô ta sẽ không làm được gì cậu đâu. Nhưng nói gì thì nói anh cũng đen quá rồi đó, vậy mà lại bị con ma nữ này đuổi giết. Tôi đang xem phim kinh dị ở nhà rất bình thường thì đột nhiên cô ta lại chui từ trong TV ra. Tôi sợ quá liền vãi đái ra quần, kết quả tôi đã làm cô ta ướt nhẹp. Sau đó đâu? Sau đó thì sao nữa? Sau đó cô ta liền chui lại vào trong TV, cái mông thì cứ lắc lư qua lại bên ngoài. Lúc đó tôi nghĩ nhất định là cô ta có âm mưu. Cô ta muốn lấy mất trinh tiết bao năm tôi giữ gìn, sau đó giết chết tôi. Tôi nghĩ cũng không thèm nghĩ mà quyết định đi trước cô ta một bước. Sau đó liền bị cô ta đuổi đến tận đây, con ma nữ này quá tâm cơ rồi. Không ngờ cô vì để hại người mà lại làm ra loại chuyện này. Cô có giỏi thì cứ nhắm vào tôi này, cô bắt nạt một người bình thường để làm trò mèo gì hả? Đồ ngốc, nói linh ta linh tinh. Tôi đang ở chỗ cũ làm việc bình thường đột nhiên lại bị kéo đến đây. Vốn tôi muốn đi tìm cậu hỏi cậu làm việc ở đâu. Kết quả lại bị anh ta làm cho ướt hết nên tôi chỉ đành chuẩn bị quay về. Nhưng tivi nhà anh ta nhỏ quá nên tôi bị kẹt lại ở đó. Thế mà không ngờ hắn lại dám đè quỷ ta đây ra. Ta không giết ngươi thì làm sao cho hết tức hả? Thế cũng được hả trời? Sao cô không nói sớm? Nếu như cô nói từ sớm thì tôi đẩy giúp cô có phải xong rồi không hả? Sao anh làm ra hành động thiếu suy nghĩ như vậy chứ? Cô đừng tức giận, để tôi dạy dỗ anh ta giúp cô. Sau đó Khương Tiểu Bạch liền không ngừng chửi mắng người đàn ông kia một trận. Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Giờ nói rõ ràng rồi hay là bỏ qua đi? Bỏ qua. Thế nhỡ sau này tôi sinh ra một đứa bé ma thì tính như thế nào hả? Hừ, nó sinh ra đã chết thế thì ngươi cũng phải chết. Liên quan gì đến tôi chứ? Tôi chỉ là người qua đường hóng chuyện thôi. Thế nhỡ ngươi đi buôn dưa chuyện này cho mọi người biết thì sao? Dù sao ngươi cũng phải chết. Sau đó Khương Tiểu Bạch và ma nữ kia liền lao vào đánh nhau. Mặc dù ma nữ kia đánh nhau rất lợi hại, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Khương Tiểu Bạch. Còn ma nữ này xem ra vẫn không phục, nhưng cũng không thể giết cô ta. Cô ta còn phải làm thợ may cho mình nữa chứ. Hơn nữa trong chuyện này cô ta cũng không làm chuyện gì xấu cả. Trên người anh có đồ gì có thể cất được đồ khác vào không? Có chứ, đây cho anh. Khương Tiểu Bạch ngây ra luôn, nhưng vẫn lấy bóng bay bên trong ra rồi niệm chú, thái thượng như lệnh, ma quỷ quy hàng. Thu, chỉ thấy ma nữ kia cứ thế mà bị hút vào trong quả bóng bay kia. Nhìn anh như này mà lại có đồ tốt thế, chính ra anh cũng là một nhân tài hiếm có nha. Quá khen, quá khen. He he he, đã quen biết thì không cần giấu giếm, tôi và anh là người cùng trải. Lẽ nào cậu cũng cùng nữ quỷ ABC à? Sau đó hai người liền nhìn nhau cười phá lên. Chỉ có con quỷ đầu xanh lè kia đang hỗn loạn trong gió đêm. Con quỷ là mình đây còn không làm ăn được gì, mà hai người này lại làm được. Mình đúng là một con quỷ vô tích sự mà. Quay về xưởng may, bọn trồn vàng cũng bắt thêm được mấy con quỷ. Khương Tiểu Bạch dùng tiền âm phủ để trả lương cho mấy con quỷ đến làm việc. Sau đó anh ấy lại thả ma nữ ra. Ma nữ vừa được ra ngoài liền muốn đánh Khương Tiểu Bạch, nhưng lại phát hiện xung quanh mình toàn là ác quỷ. Nên rén rồi. Đây là đâu? Đây là xưởng may tôi mở. Sau này cô làm việc ở đây cho tôi. Tôi không muốn làm, tôi là quỷ mà. Có phải tôi để cô làm không công đâu, tôi có trả tiền âm phủ mà. Cô nghĩ mà xem, sau này nếu cô có con ma con thì phải dùng rất nhiều tiền âm phủ đó. Cô phải cho con mình một cuộc sống đầy đủ chứ. Ma con thì có thể tiêu bao nhiêu tiền cơ chứ. Ngươi đừng có mà lừa ta. Cô muốn cho con mình ăn sơn hào hải vị không? Còn có tã lót, quần áo, đồ chơi. Xe này còn phải cho nó đi học nữa. Cô phải để con mình là một con ma có văn hóa chứ. Thôi được, tôi đồng ý. Đúng vào lúc này, đột nhiên lại có tiếng gõ cửa. Đêm hôm rồi còn có người nào đến gõ cửa vậy chứ? Khương Tiểu Bạch nghi hoặc đi ra bên ngoài. Tôi nói mà, đêm hôm như này là ai được cơ chứ? Hóa ra là một con quỷ. Cậu biết Khương Tiểu Bạch ở đâu không? Tôi nghe nói anh ta ở đây. Anh tìm cậu ta làm gì? Trước kia tôi có đứa bạn là con quỷ gõ cửa. Kết quả lại bị tên khốn kia chơi đến điên rồi, tự mình chạy vào trong cục cảnh sát. Tôi đến tìm hắn để báo thù thay cho bạn. Thì ra là vậy à?
không ngờ hắn ta lại là người ác độc như vậy. Anh đi vào đây cùng tôi đi, hắn ta đang ở trong đó. Quỷ báo thù vừa mới vào trong xưởng thì liền bị dọa ngơ ra rồi. Bên trong dán kín bùa chú, hơn nữa còn có hơn 10 con ác quỷ khác nữa. Tôi chính là Khương Tiểu Bạch đây, vừa rồi ông nói gì đó, nói lại cái đi. Tôi nói muốn đến đây để tìm việc, không biết ở chỗ anh có tuyển người không? Thì ra là như vậy à? Đúng vậy, anh cầm con dao thái rau này ra làm gì vậy? Tôi đang muốn bổ hoa quả cho anh ăn ấy mà, nhưng lại phát hiện không có hoa quả. Cứ thế quỷ báo thù cũng tự mình rơi vào tay giặc, trở thành một nhân viên trong xưởng may. Sau khi người trực điện thoại cúp điện thoại, Nhạc Khải La liền ấm ức khóc giống lên. Cô khổ quá đi mà, một con quỷ thần thông quảng đại như mình sao phải chịu ấm ức như vậy chứ? Tiểu Nhạc, sao cô lại khóc? Anh có thể dạy lại tôi cách dùng máy móc không? Tôi muốn học lại. Dạy lại thì dạy thôi, có gì khó đâu mà cô khóc ghê vậy. Khó quá đi, tôi không học nổi. Có lẽ vì có tài sẵn nên rất nhanh Nhạc Khải La đã cắt tỉa xong một cái áo. Cô lợi hại thật đó. Ê, không ngờ cô là một thiên tài nha. Cô còn lợi hại hơn con quỷ có thiên phú là tôi nữa. Sau đó mọi người liền không ngừng khen, tâng bốc Nhạc Khải La. Thật ra ngay từ ánh mắt đầu tiên tôi đã biết cô là nhân tài rồi. Xưởng chúng ta rất cần có cô. Lúc này trong lòng Nhạc Khải La cũng có cảm giác về trách nhiệm và sứ mệnh của mình. Tôi xin tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay Nhạc Khải La sẽ là tổ trưởng tổ cắt tỉa, nhặt chỉ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Tôi nhất định sẽ làm tốt chức vụ của mình. Lúc này điện thoại của Nhạc Khải La vang lên, là người trực điện thoại vừa rồi gọi đến. Xin lỗi cô, vừa rồi chúng tôi không nên cười to như vậy. Giờ tôi muốn hỏi chắc chắn lại là cô thật sự đã bị bắt cóc đến một xưởng may toàn là quỷ thật sao? Rồi còn bị bắt làm việc nữa. Bắt cóc gì cơ? Là tôi tự nguyện ở lại đây. Thế chuyện cô nói trong xưởng toàn là yêu ma quỷ quái thì sao? Yêu ma quỷ quái cái gì chứ? Đó đều là đồng nghiệp đáng yêu, đáng mến của tôi. Thế tên cướp mà cô nói thì sao? Cướp cái gì chứ? Đó là ông chủ của tôi. Cô nói chuyện thì nhớ chú ý chút đi. Nếu như cô đang bị uy hiếp thì hò một tiếng. Tôi không nói chuyện với cô nữa, tôi còn đang bận làm việc. Sau khi việc trong xưởng ổn định rồi, Khương Tiểu Bạch lại lo nghĩ làm sao để bắt thêm mấy con ác quỷ nữa để đến làm việc ở xưởng cho mình. Lúc này đột nhiên có một chiếc xe buýt đi đến và dừng lại bên cạnh Khương Tiểu Bạch. Lên xe, giờ này rồi làm gì còn xe buýt nữa, xe này chắc chắn có vấn đề. Nói không chừng sẽ có kinh hỉ đây. Sau đó Khương Tiểu Bạch liền lên xe buýt. Nửa phía trước xe có 10 con quỷ, nửa phía sau xe lại có 10 người. Cậu nhóc, mau xuống đây đi, phía trước toàn là quỷ thôi. Quỷ đâu mà quỷ, chúng đều là công nhân tương lai của mình cả. Không sao đâu, đứng chung với đám quỷ này càng mát. Nhóc con, chúng ta thật sự là quỷ đó, cậu không sợ hả? Không sợ, các ngươi đây là tính làm gì? Các người muốn đưa người trên xe này đi đâu? Chúng tôi muốn bắt đám người này đi uy hiếp cảnh sát. Các ngươi uy hiếp cảnh sát để làm gì? Để ép cục cảnh sát thả lão đại, vua ác quỷ của chúng ta Hắc La ra. Vua ác quỷ Hắc La thì chắc là rất lợi hại. Cậu có thể đi xuống phía cuối xe kia không? Chứ cậu ở đây với chúng tôi làm gì hả? Phía dưới quá chật, tôi đứng đây với các người cũng được. Hôm nay tôi bắt mọi người lên đây chỉ có một mục đích duy nhất, đó là lợi dụng các người. Không sai, các ngươi đừng có ý nghĩ gì khác, cứ yên tâm ở yên trên xe là được. Cậu ta nói đúng, các ngươi đừng tự cho mình là thông minh rồi làm mấy hành động ngốc nghếch. Nếu không chúng ta liền giết hết. Ví dụ như dùng điện thoại gửi cho người thân, bạn bè định vị của mình chẳng hạn. Cậu ta nói đúng, giờ các ngươi đang ở trên xe buýt, không thể chạy thoát được đâu. Chỉ cần các ngươi phối hợp với chúng ta, thì chúng ta chắc chắn sẽ không làm hại các ngươi. Đôi khi phối hợp cũng là một loại hợp tác. Mọi người nên an phận thủ thường, không được làm loạn, hợp tác cùng có lợi. Nhóc con, không ngờ cậu cũng chuyên nghiệp thế đó. Bình thường thôi, tôi chưa bao giờ bắt cóc người cả. Rất nhanh xe buýt đã đến cửa cục cảnh sát, mà cảnh sát cũng đã dàn trận ở đó từ sớm. Các ngươi nghe rõ cho ta, mau thả vua ác quỷ Hắc La ra. Nếu không nghe lời thì chúng ta sẽ giết chết tất cả người trên xe này. Các ngươi đừng kích động, thả những người trên xe xuống trước đi. Đừng lắm lời, mau thả lão đại của chúng ta ra. Được thôi, chúng tôi đồng ý với cậu. Sau đó ác quỷ đó liền quay lại xe đợi cảnh sát thả lão đại của mình ra. Các ngươi nghe cho rõ đây, các ngươi đang bị chúng ta bắt cóc, giờ tôi muốn. Các ngươi nghe cho rõ đây, các ngươi đã bị ta bắt cóc rồi. Giờ tôi muốn đưa các ngươi đến một nơi. Các ngươi tốt nhất nên thành thật một chút, không được làm loạn. Ngươi im lặng đi, ta tự nói được không cần ngươi nói phụ. Tôi không có nói hộ anh, đây đều là những gì tôi muốn nói. Giờ tôi đang bắt cóc người đó. Giao thái rau. Rốt cuộc cậu là ai? Tôi chỉ là một tên cướp bình thường như bao tên cướp thôi. Bình thường tôi có sở thích bắt cóc mấy con quỷ như các ngươi. Người là tên cướp Tiểu Bạch. Giờ mới nhận ra à, quá muộn rồi. Mấy người mau xuống xe đi, con quỷ thì đừng mơ xuống được xe.
tôi đã dán rất nhiều bùa chú ở cửa. Cậu dán bùa chú lúc nào mà chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả. Tốc độ rèn luyện 20 năm trời của tôi làm sao các người có thể nhìn thấy được. Rất nhanh người đều đã xuống xe hết rồi. Mau đi đến vị trí mà tôi đã nói. Nhị ca, mười mấy con quỷ chúng ta chẳng lẽ lại không đánh lại được hắn sao? Mộ mày không có wifi à? Tên cướp tiểu bạch này từng một mình dọn sạch quỷ ở khu rừng mộ hoang đấy. Mày cảm thấy chúng ta có thể đánh được hắn sao? Đại ca, chúng em sai rồi, anh tha cho chúng em đi. Chúng em mới làm quỷ được mấy năm nay thôi. Với cả đây là lần đầu chúng em làm chuyện bắt cóc này nên không biết ở đây còn có cao thủ ở ẩn là anh đây. Là do bọn em không biết nên mới hiểu nhầm mà bắt cóc anh. Im miệng, không được nói chuyện. Anh định đưa chúng em đi đâu vậy? Có gì anh để bọn em vào ngồi tù cũng được. Như vậy thì bọn em cũng cảm thấy dễ thở hơn chút xíu. Trước đây là do tôi không suy nghĩ sâu xa nên bắt quỷ ngồi tù. Giờ lại cảm thấy không thể để mấy con quỷ các ngươi ngồi tù được. Các ngươi đều là quỷ tài giỏi. Tôi cần các người làm việc cho tôi. Anh đừng nói kiểu vậy nữa. Anh càng nói em càng cảm thấy hoang mang giữa dòng đời. Rốt cuộc anh muốn đưa bọn em đi đâu? Anh cứ nói luôn đi chứ đừng có vòng vo tam quốc nữa. Tôi bắt các người là để các người làm công nhân cho xưởng may của tôi. Anh đừng đùa, có con quỷ giờ người nào lại đi làm việc cơ chứ? Đội trưởng, đã thả vua ác quỷ Hắc La ra rồi, con tin cũng đã được thả ra. Không ngờ mấy con quỷ này cũng rất giữ lời. Sau khi đến xưởng may nhìn thấy một đống ác quỷ đang chuyên tâm cố gắng làm việc làm bọn ác quỷ mới đến ngơ ngác hết cả lũ. Bắt đầu từ hôm nay các người liền làm việc ở xưởng này cho tôi. Đợi đến thời điểm thích hợp tôi sẽ thả chúng tôi đi he he he. Sẽ đưa các người vào nhà giam. Không phải chúng tôi đã ở đây làm việc cải tạo rồi sao? Sao lại còn phải ngồi tù nữa? Hình như ngươi có ý kiến gì hả? Không không không. Ý của tôi là thay vì bắt chúng tôi ngồi tù thì không bằng cứ để chúng tôi ở đây làm việc cho anh. Lúc này nữ cảnh sát gọi điện đến. Lão đại tiểu bạch. Vừa rồi chúng tôi xem camera thấy anh cũng ở trên xe buýt. Anh không có chuyện gì chứ? Không sao. Giờ chúng đang bị tôi bắt lại rồi. Chúng tôi đã thả vua ác quỷ Hắc La của chúng rồi. Anh cẩn thận, có thể hắn sẽ đến tìm anh đấy. Các người nói vua ác quỷ Hắc La có phải là một con quỷ rất lợi hại hay không? Vua ác quỷ thì đương nhiên rất lợi hại rồi. Thành phố nào mà có vua ác quỷ thì tai họa ngập đầu. Đối với vua ác quỷ chúng ta chỉ là đứa nhóc vắt mũi chưa sạch. Vua ác quỷ đã có tu vi hơn 2.000 năm. Chuyện này lằng nhằng rồi, xem ra vua ác quỷ Hắc La không là quỷ dễ đối phó. Đúng vậy. Ngươi câm miệng, đừng có tưởng rằng lão đại của các ngươi là vua ác quỷ tôi cũng sẽ không thả các người đi. Không phải. Tôi muốn nói là, ngươi không cần nói gì cả. Cho dù lão đại các ngươi là ai đi chăng nữa tôi cũng không sợ. Sau một thời gian chuẩn bị, Khương Tiểu Bạch cũng đã hoàn thành xong mọi việc. Quả nhiên lúc này đêm hôm lại có tiếng gõ cửa. Khương Tiểu Bạch đi ra khỏi xưởng. Mau thả các anh em của tôi ra. Đừng nhiều lời, ra tay đi để tôi xem vua ác quỷ lợi hại như thế nào. Dừng tay, tôi chỉ đến tìm anh em của mình thôi. Cậu đánh tôi làm cái gì hả? Tại sao ngươi lại chỉ có chút xíu sức lực như vậy? Không phải ngươi là vua ác quỷ à? Làm gì thấy mạnh như đám quỷ kia nói đâu. Vua ác quỷ gì chứ? Ngươi không phải là vua ác quỷ Hắc La hả? Đại ca ơi, sao anh lại không nghĩ đến là ác quỷ vương Hắc La cơ chứ? U là trời, hiểu lầm mãi. Hóa ra ngươi họ Vương à? Quả nhiên là cái tên gây lú cực mạnh mà.